Tôi có một ước mơ là diễn viên chính trong một bộ phim truyền hình. Hai mươi năm, tôi vẫn chỉ là một diễn viên phụ. Không ai biết đến, bạn bè cười chê, nghĩ tôi vô dụng. Nhiều lần rơi nước mắt và rất muốn từ bỏ. Nhưng đó là ước mơ từ nhỏ của tôi. Tôi không thể từ bỏ nó một cách dễ dàng như thế được. Tôi tự hỏi, tại sao? Mình không đủ chuyên môn ư? Hay không đủ năng lực? Hay vì một lý do nào khác? Tôi tự soi gương và nhận ra rằng ngoại hình là điều trở ngại nhất. Tôi 40 tuổi, nhưng ai nhìn tôi cũng đoán tôi ngoài 50. Chắc có lẽ tôi không thể chạm được giấc mơ nữ chính của mình. Tôi đã tự hạ quyết tâm. Tôi phải thay đổi làn da của mình. Và tôi đã đúng. Điều mà tôi suy nghĩ đã làm đúng nhất trong cuộc đời của mình. Trẻ hóa da tại Bali giúp cuộc đời tôi bước sang một trang mới. Gương mặt trẻ lạ khiến tôi yêu đời, tự tin hơn, phù hợp với nhiều vai diễn hơn, nhận được nhiều dự án phim. Để thực hiện được những điều mình cảm tưởng như không thể thực hiện được, thật là hạnh phúc. Cảm ơn thẩm mỹ quốc tế Paris đã giúp tôi thực hiện giấc mơ của mình.